Các bạn thân mến, rất vui khi được gặp lại các em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở trong một chương trình vô cùng là đặc biệt. Đó là chương trình bao gồm các chuỗi, các clip 5 phút học văn mỗi ngày. Chị hy vọng rằng với chương trình này và kỳ thi đại học sắp tới cận kề thì các bạn có thể tìm ra được cho mình phương pháp học văn tốt nhất các em nhé. Các bạn thân mến, chúng ta mỗi ngày sẽ có 5 phút học văn cùng với nhau. Và đừng quên là truy cập vào trang cá nhân của chị thường xuyên để xem những clip học văn mỗi ngày kèm nhé. Trong những cái chương trình đầu này, chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về những tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 12, những tác phẩm thuộc nền văn học hiện đại trọng tâm. Và chị sẽ giúp cho các bạn có những cái định hình cũng như là có những cái định hướng để các bạn có thể học thuộc những cái tác phẩm đó và những cái kiến thức nền đó trong vòng chỉ 5 phút thôi, được không nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tác phẩm ngày hôm nay kèm nhé. Các bạn có thể quan sát, ở đây chị có một tờ giấy A4. Và chị muốn là các bạn nhỏ của chị khi mà học văn cùng với chị trong 5 phút này thì các em cũng sẽ chuẩn bị cho mình những cái tập giấy A4 như thế này. Tập giấy A4 như thế này để làm gì? Để chúng ta có thể định hình lại kiến thức. Bởi lẽ các bạn luôn nghĩ rằng văn học là những cái điều gì đó rất dài dòng, nhưng thật ra văn học cũng rất ngắn gọn và logic đấy chứ, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khái quát lại và tìm hiểu lại về một trong những cái tác phẩm truyện ngắn khá là hay trong chương trình ngữ văn lớp 12, và cũng thi cách đây cũng khá là nhiều năm rồi, và chị nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái tác phẩm khá là quan trọng và liên kết được với rất là nhiều tác phẩm khác. Chúng ta sẽ cùng nhau mỗi ngày có 5 phút để trải nghiệm về văn học, để học về văn học và để tự trau dồi cho mình những kiến thức tốt nhất cho đến khi thi, được không ạ? Chị chúc cho các bạn sẽ luôn luôn có một khuôn mặt tuyệt vời như thế này, kể cả sau khi các em thi xong các bạn nhé. Rồi, ok, tác phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khái quát trong 5 phút học văn. Đó là tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Ok không các em? Rồi nhá, chúng ta sẽ có tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Chúng ta thấy rằng là tác phẩm này thì ra đời vào năm 1954. Trước cái mốc năm 1954 có một cái mốc năm 1945. Và có một cái cụm từ keyword mà chị muốn lưu ý với các bạn, đó chính là xóm ngụ cư, được không ạ? Có nghĩa là cái chuyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân ra đời vào năm 1954, thế nhưng được viết dựa vào một phần của tiểu thuyết Xóm Ngụ Cư được nhà văn này viết vào năm 1945, và sau đó thì bị thất lạc và mất bản thảo, và dựa vào một phần cái bản thảo cũ thì Kim Lân đã viết lại thành chuyện ngắn Vợ Nhặt, được không ạ? Rồi, tìm hiểu về tác phẩm này chúng ta cũng cần phải có những lưu ý về tác giả Kim Lân. Chúng ta nhớ rằng đây là một nhà văn rất là hồn hậu, với giọng văn rất là hồn hậu, rất là mộc mạc, và nói như Nguyên Hồng, đúng không ạ? Là một người mà cả cuộc đời đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn, đúng không nào? Thì phần này chúng ta có thể sử dụng để làm gì ạ? Phục vụ cho phần mở bài, kể cả là dạng bài so sánh nhá, chúng ta cũng nên biết về tác giả nhá, đúng không nào? Đó, rồi, ok. Đấy là về nói chung là khái quát về tác phẩm này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thì có những cái vấn đề trọng tâm liên quan tới nội dung nào cần phải lưu ý, được không ạ? Chúng ta thấy rằng là có các nhân vật và có tình huống chuyện, đúng không nào? Có hai thứ cần phải lưu tâm ở đây, đúng không nào? Thứ nhất là về nhân vật, chúng ta thấy có nhân vật chính là anh cô chàng. Có ai nữa ạ? Có nhân vật Thị là người vợ nhặt, và có nhân vật bà cụ Tứ, đúng không ạ? Cả ba nhân vật này thì chúng ta sẽ đều phân tích về ngoại hình, lai lịch. Chúng ta sẽ phân tích về tính cách và phân tích về diễn biến tâm trạng. Các bạn lưu ý nhá, trong cái phần diễn biến tâm trạng này chị lại gửi tặng cho các bạn một cái sơ đồ mà các bạn sẽ có thể sử dụng như thế này. Nhìn chị này, chúng ta có một cái sơ đồ như thế này, đúng không ạ? Chia ra làm các giai đoạn: gặp ở chợ này, trên đường về này, ở nhà này, và sáng hôm sau, đúng không nào? Có nghĩa là chúng ta có 4 chặng, phải không ạ? 4 chặng, các bạn nhìn nhá, rõ ràng là nhân vật chàng là cả 4 chặng luôn, nhân vật Thị cũng là diễn biến cả 4 chặng luôn, và bà cụ Tứ chỉ có 2 chặng cuối thôi, khi ở nhà vào buổi sáng hôm sau thôi,
phải không ạ? Thì đó, cái việc phân tích về diễn biến tâm trạng chúng ta sẽ không sợ nữa nhá, phải không nào? Chị đã gạch ra một cái sơ đồ rất là cụ thể như thế này cho các bạn rồi, và những cái biến chuyển như thế nào thì các bạn sẽ tìm hiểu và đắp thêm kiến thức vào cho chị, nhưng mà cái tổng quan là như thế này, ok chưa? Rồi, về tình huống chuyện chúng ta sẽ có bối cảnh này. Chúng ta có gì nữa ạ? Bối cảnh là vào năm 1945, nạn đói, đúng không ạ? Và diễn biến tình huống chuyện, đúng không ạ? Đó, thêm một cái nữa, đó là ý nghĩa, phải không nào? Thì đó là tất cả những cái gì liên quan tới vợ nhạc của nhà văn Kim Lân các em nhá. Chúng ta thấy rằng là cái tác phẩm này thì có thể liên kết với rất là nhiều cái tác phẩm khác nhau và đem so sánh với rất là nhiều cái tác phẩm khác nhau. Ví dụ như là tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, để chúng ta định hình ra được những cái đề luôn, các em hiểu chị không? Rồi, với tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, đúng không nào? Tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, thì đó chúng ta sẽ link sang những cái vấn đề luôn. Thì việc link sang những vấn đề như thế nào thì buổi sau, ở trong những cái buổi tiếp theo, ở trong những cái phần clip tiếp theo, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy chị chỉ tốn 5 phút thôi là chị đã có thể tóm tắt và nhớ được tất cả mọi thứ về tác phẩm Vợ Nhạc của nhà văn Kim Lân rồi, đúng không ạ? Đây sẽ là một cái cách học rất là hiệu quả cho các em, và các em sẽ nhớ rất là lâu nữa. Khi mà vào làm bài ấy, mà các em gạch ra được những ý như thế này thì các em sẽ không bị lộn xộn, các em sẽ có một cái quy trình viết rất là quy củ. Và chị chúc cho các bạn của chị sẽ thật là thành công với cách học này, với 5 phút học văn cùng với chị các em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tiết học tiếp theo, trong 5 phút học tiếp theo. Bye bye.